Lão Đại Tua Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Trong chương trình hôm nay chúng tôi xin giới thiệu các đề tài sau đây: Ma quỷ đứng đằng sau mọi cuộc bách hại. Hãy từ bỏ các khuôn mẫu hành xử thế gian, tước mất sự tự do của chúng ta. Niềm vui là không khí khi tơ hữu hít thở. Cuối cùng là câu chuyện Đức Mẹ cải tử hoàng sinh vua thành Lyon. Veni spiritus. Ma quỷ đứng đằng sau mọi cuộc bắt hại. Ma quỷ là căn nguyên của mọi hình thức bắt hại, từ thực dân văn hóa cho đến chiến tranh, nạn đói và nạn nô lệ. Đức Thánh Cha đã nói như trên trong bài giảng Thánh lễ sáng thứ Sáu, mùng 1 tháng 6, tại nhà nguyện Santa Marta đức thánh cha nhấn mạnh rằng ngày nay chúng ta không chỉ chứng kiến những cuộc bắt hại các ki tô hữu mà thôi nhưng bên cạnh đó còn có sự áp bức mọi người nam nữ từ thực dân văn hóa chiến tranh đói khát và nạn nô lệ nhưng chúa ban cho chúng ta ân sủng để chống lại và phục hồi hình ảnh của thiên chúa và giống với thiên chúa nơi chúng ta trong bài đọc 1, Thánh Phêrô đã đề cập cụ thể đến các cuộc bắt hại các kỳ tô hữu nổ ra như lửa. Đức Giáo Hoàng Phan Cô giải thích tại sao những cuộc bắt hại như thế là một phần của đời sống người kỳ tô hữu. Ngài nói, Các cuộc bắt hại nhiều như không khí mà các tín hữu Kitô hít thở ngay cả ngày nay bởi vì ngay cả ngày nay cũng có quá nhiều các vị tử đạo quá nhiều người bị bách hại vì tình yêu dành cho chúa kitô có rất nhiều quốc gia nơi các tín hữu kitô chẳng có chút quyền nào nếu anh chị em đeo trên cổ một cây thánh giá anh chị em phải đi tù và có đông người phải vào tù như thế ngày nay có những người bị kết án tử hình đơn giản chỉ vì họ là kitô hữu Số người mất mạng vì đức tin cao hơn con số các vị tử đạo thời tiên khởi, cao hơn nhiều lắm. Nhưng điều này không được cho là tin tức. Các bản tin trên báo chí và truyền hình không bao gồm những chuyện này. Trong khi đó, các Kitô hữu vẫn đang bị bách hại. Đức thánh cha nói tiếp rằng, còn có một loại khủng bố khác trên thế giới ngày nay, đó là cuộc bách hại những người nam nữ vì họ được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa và giống với Thiên Chúa. Quỷ dữ ở đằng sau mọi cuộc đàn áp, cả cuộc bách hại các tín hữu Kitô lẫn các cuộc bách hại tất cả mọi người. Ma quỷ cố gắng phá hủy sự hiện diện của Chúa Kitô trong các Kitô hữu và cả hình ảnh của Thiên Chúa nơi những người nam nữ. Nó đã cố gắng làm điều này ngay từ đầu, như chúng ta đã đọc trong sách Sáng Thế Ký. Nó cố gắng phá hủy sự hài hòa mà Chúa tạo ra giữa người nam và người nữ. Đó là sự hài hòa xuất phát từ việc được tạo ra theo hình ảnh của Thiên Chúa. Và nó đã thành công. Nó đã làm được điều đó bằng cách sử dụng sự dối trá và quyến rũ. Là những vũ khí nó sử dụng. Nó luôn làm điều đó. Nhưng ngày nay có một sự tàn bạo quyết liệt hơn chống lại những người nam nữ nếu không thì chúng ta làm sao có thể giải thích được làm sóng ngày càng tăng những hủy diệt chống lại con người và tất cả những điều đó lại do con người gây ra Đức Thánh Cha Francisco đã mô tả nạn đói là một bất công đang hủy diệt những người nam nữ bởi vì họ không có gì để ăn dù rằng có biết bao thực phẩm dư thừa trên thế giới Đức Thánh Cha cũng nói về sự khai thác con người các hình thức nô lệ khác nhau và nhớ lại gần đây Ngài mới xem một bộ phim được quay trong một nhà tù, nơi những người di cư bị nhốt và tra tấn để buộc họ làm nô lệ. Đức Thánh Cha nhận xét cay đắng rằng điều này vẫn đang xảy ra. 70 năm sau tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, Ngài cũng trình bày các suy tư về thực dân văn hóa. Đây chính xác là điều ma quỷ mong muốn. Đó là muốn tiêu diệt phẩm giá con người. Và đó là lý do tại sao chúng ta nói ma quỷ đứng đằng sau mọi hình thức khủng bố. Để kết luận, Đức Thánh Cha nói, những cuộc chiến có thể được coi là một loại khí cụ để tiêu diệt nhân loại, được tạo ra theo hình ảnh của Thiên Chúa. Nhưng chúng cũng hủy diệt cả những con người gây ra chiến tranh, những con người hoạch định chiến tranh để thu tóm quyền lực trên những người khác. Có những người thúc đẩy ngành công nghiệp vũ khí để hủy diệt nhân loại, phá hủy hình ảnh những người nam nữ, cả về mặt đạo đức lẫn văn hóa. Ngay cả khi họ không phải là kỳ tô hữu, mà quỷ cũng bắt hại họ, bởi vì họ là hình ảnh của Thiên Chúa. Chúng ta đừng dại dột. Trên thế giới ngày nay, tất cả mọi người Chứ không chỉ các kỳ tô hữu đang bị bắt hại, bởi vì cha của tất cả các cuộc bắt hại không thể trừ ra những ai là hình ảnh của Thiên Chúa. Vì thế, nó tấn công và phá hủy những hình ảnh đó. Không dễ để hiểu điều này đâu. Chúng ta phải cầu nguyện rất nhiều nếu chúng ta muốn hiểu được điều đó. từ bỏ các khuôn mẫu hành xử thế gian tước mất sự tự do của chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco đã cảnh báo các kỳ Tô hữu chống lại những vướng bận với những cách suy nghĩ và hành động của thế gian trong bài giảng thánh lễ hôm thứ Ba 29 tháng 5 tại nhà nguyện Santa Marta. Lấy cảm hứng từ một bài đọc một trích từ thứ thứ nhất của Thánh Phaero Tông Đồ, trong đó thúc giục các kỳ Tô hữu hãy thánh thiện trong mọi khía cạnh của hành vi Bài giảng của Đức Thánh Cha là những suy tư của Ngài về lời kêu gọi nên thánh và tầm quan trọng của việc thoát ra khỏi lối suy tư và cách hành xử thế gian đã từng nô lệ hóa chúng ta. Lời kêu gọi thánh thiện, một lời kêu gọi bình thường, là lời kêu gọi chúng ta hãy sống như một kỳ tờ hữu, và như thế, nói sống như một y tô hữu cũng đồng nghĩa với nói sống như một vị thánh nhiều lần chúng ta nghĩ về sự thánh thiện như một điều gì đó phi thường như phải được thị kiến hay phải có những lời cầu nguyện cao cả hoặc một số người nghĩ rằng thánh thiện có nghĩa là có một gương mặt như trong một bức điều khắc không nên thánh là điều gì đó khác. Đó là tiến bước dọc theo con đường Chúa nói với chúng ta về sự thánh thiện. Và tiến bước dọc theo con đường thánh thiện là gì? Thánh phê nói rằng, hãy hoàn toàn đặt niềm trông cậy vào ân sủng sẽ được mang đến cho anh em trong ngày Đức Giêsu Kitô tỏ hiện. Đức Thánh Cha Francisco giải thích rằng, tiến về đảng thánh thiện có nghĩa là tiến tới ân sủng đã được Thánh phê đề cập, tiến đến cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô. Nó giống như tiến về phía ánh sáng, nhiều lần chúng ta không thấy rõ con đường bởi vì ánh sáng làm lóa mắt chúng ta. Nhưng Đức Thánh Cha lưu ý rằng, chúng ta đừng nhầm lẫn, đừng chỉ tin vào những nẻo đường được chiếu sáng. Khi anh em bước đi với ánh sáng phía sau lưng, anh chị em có thể nhìn thấy rõ con đường, nhưng trong thực tế trước mặt anh chị em chỉ có cái bóng chứ không phải là ánh sáng. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, có nhiều điều nô lệ hóa chúng ta các kỳ tư hữu cần phải được tự do và cảm thấy tự do để có thể hướng về đàng thánh thiện. Đó là lý do khiến Thánh phê -rô thúc giục chúng ta đừng chiều theo những đam mê trước kia lúc anh em còn mê muội. Thánh Phaolô cũng nói trong thứ thứ nhất gửi dân thành Roma, đừng tuân thủ, nghĩa là đừng tham gia vào các khuôn mẫu hành xử thế gian. Đây là bản dịch chính xác của lời khuyên này. Đừng chấp nhận các khuôn mẫu thế gian. Đừng chấp nhận những kiểu hành xử, những lề lối tư duy trần tục đừng chấp nhận những cách suy nghĩ và đánh giá mà thế giới đưa ra cho anh chị em, bởi vì điều đó tước mất tự do của anh chị em. Và như Thánh Phêrô nói ở đây, khi chúng ta quay lại với lối sống của chúng ta trước khi gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, hay khi chúng ta quay lại với những kiểu hành xử thế gian đó, chúng ta mất tự do. Đức Thánh Cha Francisco cũng cảnh báo rằng khi đối mặt với những khó khăn, chúng ta thường bị cám dỗ nhìn lại với một nỗi hoài cổ như dân chúa đã làm trong sách xuất hành khi họ phàn nàn và nghĩ lại cuộc sống tươi đẹp mà họ từng sống ở Ai Cập. Ngài nói trong khoảnh khắc thử thách và gian truân, chúng ta luôn bị cám dỗ nhìn lại hướng về các kiểu cách hành xử thế gian hướng đến các khuôn mẫu chúng ta đã có trước khi cất bước trên con đường hướng tới sự cứu rỗi là những cách hành xử không có tự do và không có tự do người ta không thể là thánh tự do là điều kiện để tiến lên phía trước trong khi nhìn vào ánh sáng phía trước chúng ta không chấp nhận các kiểu hành xử thế gian tiến về phía trước nhìn vào ánh sáng là lời hứa trong hy vọng đây là lời hứa giống lời chúa hứa với dân ngài trong sa mạc khi họ nhìn về phía trước mọi thứ đều ổn khi họ hoài niệm vì họ không còn có thể ăn những thứ ngon miệng trước đây họ phạm lỗi và quên rằng thời đó họ làm gì có được tự do ở trong đó đức thánh trà nhắc nhở cử tọa của ngài rằng chúa kêu gọi chúng ta nên thánh mỗi ngày và ngài nói thêm rằng có hai thông số giúp chúng ta nhận biết chúng ta đang trên con đường hướng đến sự thánh thiện hay không trước tiên chúng ta phải hướng đến ánh sáng của chúa với hy vọng tìm thấy ánh sáng ấy thứ hai là khi thử thách ập đến chúng ta vẫn tiếp tục nhìn phía trước và không đánh mất tự do của chúng ta bằng cách quay lại với các khuôn mẫu hành xử thế gian. Chúng hứa hẹn với anh chị em mọi thứ nhưng chẳng mang lại điều gì. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng lệnh truyền của Chúa là Ngươi hãy nên thánh vì ta là đấng thánh. Để kết luận, Đức Thánh Cha Phan Cô đã cầu nguyện xin Chúa bàn cho chúng ta ân sủng để hiểu chính xác con đường của sự thánh thiện là gì đó là con đường tự do nhưng với sự căng thẳng của hy vọng dọc dài trên con đường của chúng ta hướng về Chúa Giêsu. Câu chuyện Đức Mẹ Cải Tử Hoàng Sinh vua thành Lyon Kính thưa quý vị và anh chị em, quý vị và anh chị em vừa xem một cảnh tượng rất kiểu Đức Mẹ tại Lyon bên Tây Ban Nha. Người dân Tây Ban Nha có một lòng sùng đạo rất đặc biệt. Nhiều thể hiện đạo đức của người công giáo Tây Ban Nha đã theo chân các vị thừa sai du nhập vào Việt Nam. Trong các miền ở Tây Ban Nha, có một miền mà dân chúng ở đó có một lòng sùng kính Đức Mẹ cao độ. Và đặc biệt, họ rất siêng năng lần chuỗi mân côi, đó là miền Lyon. Kính thưa quý vị và anh chị em, Vương quốc Lyon được hình thành vào năm 910 sau Chúa Giáng sinh. Vương quốc này tồn tại như một quốc gia có chủ quyền cho đến năm 1833 thì xác nhập vào Tây Ban Nha. Ngày nay, vương quốc này trải dài trên ba tỉnh Tây Bắc của Tây Ban Nha là Lyon, Zamora và Salamanca. Thủ phủ của Lyon cách Madrid 340 cây số về hướng Tây Bắc. Thánh Louis de Montfort sinh năm 1673 và qua đời vào năm 1716 đã giải thích về lòng sùng mộ này trong cuốn Bí mật của Kinh Mân Côi. Được mẫu hậu cho biết, phụ vương trước khi ra trận thường đọc Kinh Mân Côi và đã thắng nhiều trận đánh lớn nhờ lòng sùng kính đức mẹ. Vua Alphonsus của Lyon và Galicia muốn tất cả các bầy tôi của mình phải tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria bằng cách đọc kinh Mân Côi. Vì thế, ông thường đeo một cổ tràng hạt lớn bên mình như các tu sĩ dòng đa minh trong các buổi triều yết với bá quan văn võ trong triều. Nhưng ông chỉ đeo làm kiểu như vậy thôi. Bản thân nhà vua thì biến nhát, ông không bao giờ tự đọc kinh Mân Côi một mình. Tuy thế, gương nhà vua lúc nào cũng đeo chuỗi măng côi nơi công cộng, cũng khuyến khích bá quan trong triều và dân chúng đọc kênh măng côi rất siêng năng. Khi về già, nhà vua mắc nhiều căn bệnh ngặt nghèo. Một ngày kia, nhà vua bất tỉnh trong lúc đang thảo triều cùng với các bá quan và mọi người đều nghĩ rằng nhà vua đã chết. Khi bất tỉnh như thế, nhà vua rơi vào một thị kiến và thấy mình đứng trước tòa phán xét của Thiên Chúa. Với tất cả những tội lỗi mà nhà vua đã phạm, ông chắc mình thế nào cũng xa hỏa ngục. Đột nhiên đức mẹ xuất hiện và yêu cầu mang đến cho mẹ một chiếc cân. Mẹ đặt các tội lỗi của nhà vua lên một dĩa cân. Tội nhà vua nhiều quá, dĩa cân nghiêng hẳn sang một bên. Mẹ lại đặt cổ tràng hạt nhà vua luôn đeo bên mình sang dĩa cân bên kia dĩa có cổ tràng hạt lại nặng hơn. Đúng thế, tràng chuỗi măng côi nặng hơn tội lỗi của nhà vua. Đức mẹ nói với nhà vua, để thưởng cho con đã dành cho ta vinh dự nhỏ bé này khi luôn đeo tràng chuỗi bên mình và khích lệ người ta đọc kinh măng côi. Ta đã xin được một ân sủng lớn lao cho ngươi từ con ta. Thay vì sao hảo ngục, người sẽ có thể sống thêm vài năm nữa. Hãy sống những năm tháng này một cách khôn ngoan và làm nhiều việc thiện. Nhà vua tỉnh giấc giữa lúc các quan chuẩn bị báo tin vua đã băng hà. Nhà vua khóc lớn. Phúc thay kinh mân côi của Đức Trinh Nữ Maria Chí Thánh, kinh mân côi của mẹ đã cứu con khỏi những lửa hỏa ngục kinh khiếp. Sau khi nhà vua phục hồi sức khỏe của mình, ông đã dành phần còn lại của cuộc đời mình để truyền bá lòng sùng kính mân côi và lần hạt mỗi ngày niềm vui là không khí kỳ tô hữu hít thở đề cập đến một đoạn trích từ tin mừng theo thánh mát cô đức thánh cha francisco đã nhắc lại một chủ đề thường xuyên của ngài theo đó các tín hữu phải là những người nam nữ mang niềm vui trong lòng Đức Thánh Cha đã nói như trên trong bài giảng Thánh lễ sáng thứ hai, ngày 28 tháng 5 tại nhà nguyện San Marta. Đề cập đến người thanh niên giàu có là người đã buồn bã giả biệt Chúa Giêsu vì anh không thể từ bỏ tài sản của mình. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng các kỳ tô hữu không thể hành xử như vậy. Đức Thánh Cha nói, La gioia non è niềm vui phải là không khí các ki tô hữu hít thở ki tô hữu phải thể hiện nơi mình niềm vui niềm vui không thể được mua bán hay bị bắt buộc không đó là một thành quả của thánh linh thiên chúa đứng gieo niềm vui trong lòng chúng ta là chúa thánh thần ký ức là tảng đá vững chắc mà các ki tô hữu tìm thấy niềm vui khi chúng ta nhớ lại những gì Chúa đã làm cho chúng ta, đã tái sinh chúng ta, thì ký ức đó tạo ra hy vọng cho những gì sẽ đến trong tương lai khi chúng ta gặp gỡ con Thiên Chúa. Trí nhớ và hy vọng cho phép các kỳ tô hữu sống an vui và hòa bình đạt được khi niềm vui được sống một cách hoàn hảo nhất. Niềm vui không có nghĩa là sống với những tiếng cười. Không, nó không phải như thế đâu niềm vui không phải là hoang lạc. Không, nó không phải như thế đâu. Nó là cái gì khác. Niềm vui của người Kitô tô hữu là hòa bình, là bình an được bắt rễ sâu, bình an trong lòng, sự bình an mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban cho chúng ta. Đây là niềm vui của Kitô tô hữu. Không dễ dàng để nuôi dưỡng niềm vui này. Đức Giáo Hoàng Phan Cô than vãn một thực tế ngày nay là văn hóa đương đại, hài lòng với những mảnh vụn của niềm vui, không bao giờ mang đến sự thỏa mãn hoàn toàn. Vì niềm vui là một ân sủng của Thánh Linh. Nó rung động ngay cả trong những khoảnh khắc hỗn loạn và trong thời điểm thử thách. Có một sự buồn chồn lành mạnh và có cả sự buồn chồn không lành mạnh. Đó là sự lo toan tìm kiếm sự an toàn và hoang lạc trên tất cả mọi sự. Người đàn ông trẻ trong bài tin mừng sợ rằng nếu anh ta từ bỏ sự giàu có của mình, anh ta sẽ không hạnh phúc. Niềm vui đích thực, sự ủi an là hơi thở của các kỳ tô hữu chúng ta. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv at net Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lần phát hành tới. Lào Đế Tua Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.